Sau tròn một năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của dân tộc ta, ngày 7 tháng 5 năm 1955, Cục Phòng thủ bờ bể ra đời. Đây chính là tiền thân của Quân chủng Hải quân ngày nay. Việc thành lập Cục Phòng thủ bờ bể đánh dấu bước phát triển quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thể hiện tư duy chỉ đạo mang tầm chiến lược, đáp ứng yêu cầu giữ vững độc lập chủ quyền và bảo vệ đất nước từ hướng biển. 68 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân chủng Hải quân đã có sự phát triển lớn mạnh với đủ các thành phần lực lượng trên các vùng biển trọng điểm. Mỗi bước phát triển đều song hành với yêu cầu của thực tiễn tình hình trên biển và sự phát triển của quân đội. Có đơn vị được sắp xếp tinh gọn, một số đơn vị thành lập mới, tạo thế phòng thủ liên hoàn vững chắc, không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển. Dù ở giai đoạn lịch sử nào, bộ đội hải quân cũng đều phải có sự chuẩn bị cao nhất, chủ động nhất. Vũ khí trang bị kỹ thuật phức tạp, hàm lượng công nghệ cao, chỉ có một con đường duy nhất là học tập không ngừng. Bài học sinh động nhất với các học viên này là tấm gương cần cù, say sưa, không ngại hy sinh gian khổ của thế hệ đi trước. Với sức trẻ của mình, tiến thân vào khoa học công nghệ, làm chủ những vũ khí đó, rèn luyện bản lĩnh, tác phong và nắm vững chuyên môn, có thể góp phần phát triển những vũ khí trang bị của quân chủng. Những sĩ quan hải quân trẻ đã chinh phục nhiều đỉnh cao, vượt qua chính mình với những thành tích nối dài từ nhà trường đến thao trường trong nước và quốc tế. 2 năm liên tục, hai sĩ quan trẻ biên chế trên các lớp tàu hộ vệ tên lửa hiện đại của Lữ đoàn Thép 162 vùng 4 Hải quân đã được bình chọn tôn vinh gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc. Được đứng trong hàng ngũ của Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tôi luôn tự nhủ bản thân mình rằng phải tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tư thế, tác phong công tác để phấn đấu trở thành một người cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Vũ khí trang bị, tàu thuyền mới sau khi nhận chuyển giao là quá trình làm chủ từng phần, tiến tới làm chủ hoàn toàn và thành thạo trong hiệp đồng tác chiến. Càng gọn nhẹ, đa năng thì quá trình phối hợp càng phải nhuần nhuyễn, chính xác. Trước khi vào sử dụng vũ khí mới thì chúng tôi cũng đã được huấn luyện trong các cái điều kiện thời tiết và những khắc nghiệt, cũng như là thử súng trong các điều kiện khi súng huấn luyện ngoài biển trong cái môi trường nước muối, thì súng cũng đến thời điểm này chúng tôi sử dụng thì cơ bản là đã đáp ứng được đúng theo yêu cầu của trên, cũng như là đạt được hiệu quả cao. Việc sắp xếp, điều chỉnh tổ chức lực lượng đã tạo điều kiện để các đơn vị tối ưu hóa nhân lực, trang bị thêm nhiều tàu thuyền, khí tài đặc chủng phù hợp với nhiệm vụ. Trong đó, nhiều con tàu được đóng mới, cải hoán đa năng, tính cơ động cao, thuận lợi trong việc phối hợp trên biển. Tập trung xây dựng nhân tố con người, xây dựng cán bộ chiến sĩ có cái bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, có cái năng lực hoạt động thực tiễn và đặc biệt là phải có sức khỏe để vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những chiến công vẻ vang đã phải trả bằng biết bao xương máu của thế hệ cha anh để tô thắm lá cờ của Tổ quốc. Và hôm nay, giữa thời bình, những cán bộ chiến sĩ hải quân không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết tâm cao trong huấn luyện, học tập, chinh phục những đỉnh cao mới. Bởi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên hướng biển đang và sẽ đặt ra những yêu cầu cao hơn, phức tạp hơn.